Hello, chào các bác trở lại với kênh của Ngôn Cổ Milo. Hôm nay lên sóng để giới thiệu các bác một dòng sản phẩm mới cập nhật tại Ngôn Cổ Milo, đó là dòng lọc xì số. Đấy, hàng này là hàng China bác nhá, hàng China. Về công nghệ karaoke tại điểm này thì China vẫn là số 1, không phải là Nhật, không phải là châu Âu. Công nghệ khẳng định các bác là China là số 1, thì China là nước hát karaoke nhiều nhất, rồi đến Hàn, Đài Loan, Việt Nam và mấy nước khu vực Đông Nam Á. Còn là châu Âu thì họ không chơi karaoke, họ chơi chuyên nghiệp luôn, nên là toàn dùng mixer. Và mixer thì ở mình không hát được, echo nó ngắn, nó không mềm mại. Việt Nam mình và Trung Quốc là những nước có nhiều dân tộc, nhiều dân ca. Đấy, và người ta phát triển những cái sản phẩm để phù hợp với chất giọng của người bản địa hơn. Thì hôm nay em giới thiệu cái dòng sản phẩm mới, đó là dòng lọc xì số. À, đây là hình thức các bác nhá. Đấy, đây là hình thức các bác. Con này là có bao nhiêu cần nhỉ, để em xem nào. Có 31 cần bác nhá, 31 cần EQ. Đấy. Và có volume to nhỏ này, volume to nhỏ này. Đấy, volume to nhỏ để cái gọi là cái khi nâng giải tần đấy. Và cái thứ hai là có chế độ bypass, tức là chế độ không quan lọc. Đấy, khi có không quan lọc các bác này. Em thử tiếng nhạc quan lọc các bác nghe nhé. Và đặc biệt có thể căn chỉnh được các bác nhé. Căn chỉnh được là căn chỉnh được 10 chế độ. Các bác để ý đây là 10 chế độ này. Recon này, có nút recon này. Đấy, các bác được đây 10 chế độ. Thì các bác có thể căn những chế độ nào là nhiều chép, nhiều bát. Đấy, thì em sẽ thử căn cho bác một chế độ em gọi sẵn hết rồi. Chế độ, bỏ chế độ bypass ra đã. À đây chứ, ở trên đây chứ. Đây, em căn chế độ này là nhiều bát và nhiều chép. Lycon. Đấy, các bạn nghe nhé, nghe và cảm nhận. Nhìn đây các bác sẽ hiểu được những cái giải tần nào đang đánh nhiều nhất ở cái bài hát này. Đấy, có những bài hát nó sẽ đổi, em chẳng hạn em đổi những bài khác nhé cho bác nghe nhé. Ồ, tóc nhà quyền lực lắm đấy. Đấy, thì những bài hát này thì cái giải đang phát mạnh nhất là ở cái giải 800, 1200k và 2500k. Và đặc biệt là con này khi các bác nâng cấp lên thì nó sẽ không bị sôi. Vì phần xử lý linh kiện điện tử của dòng này nó có com cản đấy bác nhé. Rút tắt bật nó không có tiếng sôi. Đây là linh kiện của nó nhé bác nhé. Thì con này chạy 2 chip. Thì một chip xử lý đầu vào, tức là đây, tín hiệu vào chạy qua đây, sau này phản hồi lại con này. Và cuối cùng ra một con chip analog để xử lý, tức là bản chất của lọc xì là gì? Lọc xì là nâng giải và na giải cho nó đẹp. Đấy, các bác xem video thấy hay thì like bài và đăng ký kênh giúp em. Con này có 31 cần và bây giờ em sẽ thử tiếng mic cho các bác nghe nhá. Em bấm chế độ bypass này. Tức là không có lọc xì. Lên 5. À, chưa được. Lên 5, 6, 7. Chưa phải chế độ bypass đâu nhỉ. Đây. Lên 5, 6, 7. Đấy, chưa quan học gì nhé. Thì bác thì có thể tận dụng luôn cái này để xem cái giải của mic. Lên 5, 6. Đấy,
lên alo 1 2. Chưa quan học gì, bây giờ em sẽ chuyển quan học gì. Quan học gì và đẩy giải lên. Thì chế độ này em đã căn sẵn ra cho các bác này. Đây, các bác nghe tiếng mic nha. Lên 5 6 7. Không hú đâu các bác nha. Đấy, dí gần loa có cách có khoảng 40 phân mà không có hú đâu. Lên. Càng nhìn em yêu em hơn và yêu em mãi. Đặc biệt là không bị sôi như những con nọc xì cơ và nâng tiếng. À, con này các bác có thể căn chỉnh được 10 chế độ. 10 chế độ thì có thể những chế độ hát riêng này, chế độ nhiều bát, nhiều chép. Và những đặc biệt là bác nào thích căn riêng cho tiếng mic có thể cắm tiếng mic qua con này. Để có thể cắt giải. Những giải nào nó hú có thể nó hiện lên đây và cắt lên luôn. Đấy, rất là tiện khi các bác làm gia đình và sự kiện. Thì con này em báo giá luôn cho các bác nhé. Hôm nay sẽ báo giá cho các bác là 2 triệu một con. Bao ship. Em chỉ có mấy con thôi. Có 10 con hơn, về được hơn 10 con thôi. Test 10 ngày rồi. Test 10 ngày rồi các bác nhé. Bắt đầu mới chất lượng nó ổn định thì mới bán cho các bác. Và dòng này thì chạy không có hệ thống quạt tản nhiệt và chạy 2 chip. Đấy, và tất cả toàn bộ linh kiện là linh kiện tụ nhôm hết nên độ con này có ổn định cực cao. Khác với những con lọc xì thì đa phần là nó chạy bằng linh kiện thô, tức là nó gọi là linh kiện tương tự ấy, tín hiệu tương tự, và nó bị sôi nhiều. Và con này tất cả xử lý sau khi là nén là giải xong thì chạy qua một con analog này. Đấy. Để chuyển đổi tín hiệu ra các cổng nên nó không bị sôi. Rất là hay. À, các bác nghe lại nhạc một lần nữa, em sẽ căn chỉnh. Và con này các bác có thể căn chỉnh được từng giải một nếu bác nhé. Con em nào bật mic thì bác để ý này. Chẳng hạn như khi đây nó đang nháy này, em đang để cần số 31, nó nháy ở cái cần 31 này, muốn cần căn chỉnh lại về cái đây, nó hiện cần cần từng cần một nhé bác nhé. Cần số 1. Đấy, chẳng hạn như là cần số 2 tăng giải bát thì có thể ấn vào và quặn con này lên, quặn con tay này lên. Đấy, và em quặn nhanh, đấy nó lên này, nó lên này. Thì bác nghe nhạc thì tiếng bát nó sẽ nhiều hơn, nó đầy lên. Đấy, và có thể em sẽ quặn nhiều chép lên. Đấy, sang cần số 29, nhiều chép lên. Cần số 28K, điểm 8K nhiều chép lên. Bác nghe nhạc nhá. Và rất là hay, con này có 10 chế độ cố định nhưng các bác có thể cài sẵn cho mình khi test mic rồi test nghe những dòng nhạc theo ý định của mình. Đấy. Tất nhiên là con này so với con nọc xì nọc xì cơ đấy thì nếu cần nào mà nó chết ấy thì các bác rất là khó phát hiện, nhưng con này cần nào chết thì biết ngay, lưng giải sẽ nhìn rõ luôn, nó không nháy. Và nọc chỉ số thì các bác yên tâm là nó sẽ không sinh nhiệt nhiều. Và linh kiện toàn bộ là nó nâng giải. Bản chất của nọc xì là nâng giải. Nâng giải và là giải cho nó đẹp. Đấy, nó. Đấy, nhưng mà nọc xì cơ ấy, mà những cái sản phẩm mà nó dùng lâu quá thì linh kiện nó kém và nó sôi. Và tất cả những con nâng tiếng cũng có thể cắm vào nó là sôi. Rất là khó chịu. Đấy, các bác mua thì ủng hộ em nhé. Em có về được 10 con. 2 triệu một con. Cam kết là hàng xịn như các bác. Con này em khẳng định các bác là bảo hành 1 năm luôn. Vì linh kiện cái con này em nhìn em biết chắc chắn là nó sẽ xịn. Toàn bộ linh kiện bằng tụ nhôm. Đấy, bác nhìn chip analog chưa? Chip analog nó device của Mỹ. Chip analog device của Mỹ hết. Chip này đa phần là của Mỹ thôi.
thì bác nào mua thì ủng hộ em nhé, 2 triệu một con. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.